mà mình bán. Mình bán cho dễ thì các bạn nên chặt những hột xì non lớn. Hoặc là các bạn chặt đôi ra phân nửa, hoặc là bằng đúng này luôn. Và các bạn cắt cái miếng thịt á, nó có chiều dài khoảng chừng từ 10 đến 12 cm thôi, tùy theo cái khúc thịt mình nhận được. Miếng thịt như thế này thì quá lớn, nhưng mà nếu mà miếng thịt nó dở chừng, nó cỡ này thôi, nó cỡ chừng 15 thôi thì mình giữ nguyên. Nó phải tùy cơ ứng biến, vì cái thịt, cái kích cỡ của thịt ở chỗ mình nhiều khi nó không có đồng đều. Do đó các bạn phải tùy cơ ứng biến, đừng có quá dài mà cũng đừng có quá ngắn. Các bạn cho vào sườn một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối, các bạn mở công thức ra các bạn kiểm tra, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường nha. Hành và tỏi băm các bạn sử dụng muỗng lớn luôn. Sau đó các bạn đeo qua tay vô bóp cho nó đều cái miếng sườn và để qua một bên. Hành lá khoảng 3 nhánh thôi là đủ rồi nha. Hành lá các bạn cắt khúc ngắn 2 cm sẵn luôn nha. Mè thì mình đặt bếp lên ha. Bây giờ pha sốt, các bạn mở công thức ra nha. Các bạn lấy nước mắm 3 muỗng bỏ vô cái chén. 3 muỗng đường, 1 muỗng nhỏ tiêu thôi, tiêu 1 muỗng nhỏ, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng bột ngọt và 3 muỗng nước. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình chiên sườn. Cho nên khi mà các bạn nấu sốt, tôi có nhắc là các nhóm đã kiểm tra lại vị trí trước khi mà sốt. Tại vì khi mà mình cho nước, pha một nước vào thêm á, là nó sẽ làm cái sốt loãng, và bây giờ mình phải đun lên. Thì theo tôi, cái miếng sườn như thế này là dễ bán nhất. Bán ở khách thì nhìn nó thấy thích nhất, hấp dẫn nhất. Chứ còn mình chặt nhỏ quá, một số mấy cái nhóm mà mình chặt nhỏ khi mình chiên nó bị nước lạnh chút xíu á, thì khi bán thì thấy nó bị dụng, nó không đẹp. Và các bạn nhớ là không có chế nhiều sốt quá. Chế nhiều sốt nó dễ làm cho nó bị mặn. Nhìn không ra hình dạng miếng sườn nữa. Làm sao để khi bày ra cho khách trong cái vị nhìn thấy miếng sườn nào ra miếng sườn đó, người ta nhìn người ta mới thích mua. Mình nấu xong